Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Di Hùng thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022 từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, trong tuần qua tôi có nhận một số messenger hỏi tôi, anh Hùng ơi, ở bên Mỹ có cấm quay phim ở trong tòa án hay không? có cấm live stream ở trong tòa án hay không? Và nếu quay phim hoặc live stream trong tòa án thì mức phạt như thế nào? Có người còn gửi cho tôi những clip và những quyết định của tòa án tối cao của Việt Nam, đó là phạt 30 triệu đồng đối với những ai làm live stream ở trong tòa án. Và những người gửi cho tôi nói như vậy có phải là vi phạm nhân quyền không? Như vậy có phải là không cho người ta có tiếng nói độc lập, tự do, ngôn luận hay không? Thưa quý khán thính giả, tôi nhớ khi mà tôi đi tòa án ở Mỹ trước đây thì có người nói với tôi đó là tại sao đi tòa mà không có quay clip cho người ta xem thì tôi quay ngay tấm bảng thông báo ở ngay trước tại tòa đó là cấm không được quay phim chụp hình cấm không được đưa những thông tin của tòa án ra ngoài mà không có được phép của tòa án và tòa mà tôi đến cũng chỉ là một tòa nhỏ thôi đó là tòa justice of the peace hôm đó tất cả các tòa án của nước mỹ đều cấm không được quay phim chụp hình không được nói chuyện ồn ào không được đưa những thông tin mà tòa không cho phép ngay cả các luật sư như tôi ra tòa mà để cho tiếng điện thoại kêu lần thứ nhất tránh án cảnh cáo lần thứ hai cho người cảnh sát bảo vệ tòa án tới tịch thu ngay điện thoại đa số các tòa án của mỹ trước khi mà tòa bắt đầu thì thư ký của tòa thông báo cho mọi người là phải nhớ tắt điện thoại không có được nói chuyện trong tòa không có được quay phim chụp ảnh không có được chạy lộn xộn gây mất an ninh trật tự trong tòa và tôi có quan sát các phóng viên báo đài lớn chính thống của mỹ khi đến tòa án quay thì họ chỉ đứng ở ngoài mà thôi nếu họ có quay được thì chỉ quay qua khung kiến mà thôi qua khung kiến mà thôi tôi quan sát còn thấy một vài lần tòa cho phóng viên vào thì họ chỉ được đứng ở dưới cuối tòa chứ không được bước vào trong cái khung của các luật sư và công tố viện và tòa án. Việc làm đó theo các chánh án của Mỹ có những mục đích như sau. Thứ nhất là bảo vệ sự toàn vẹn, họ dùng danh từ là integrity, sự toàn vẹn của tòa án. Không có bị ngã nghiêng, không có bị lôi kéo, không có bị mất lập trường mà phải làm đúng theo quy trình của pháp luật đó là điều thứ nhất điều thứ hai là để bảo vệ quyền lợi của những người liên quan trong tòa án đó là những quyền riêng tư và những quyền gì của họ nhất là về vấn đề hình sự những người đó không thể nào mà để cho những hình ảnh lan tràn trên mạng xã hội là bị ra tòa chưa chắc họ muốn nhiều khi chưa có đầy đủ thì để bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người thì không có được đưa phim ảnh và live stream ra ngoài. đó là thứ hai. điều thứ ba đó là khi mà tòa án bắt đầu mà có cảnh live stream thì gây mất trật tự ồn ào, không có tập trung được làm mọi người chia trí thì không thể được. đó là điều thứ ba và điều thứ tư quan trọng nữa chính là tòa án là nơi trang nghiêm chứ không phải là cái chợ muốn làm gì thì làm nói là tòa án nơi đây không phải là nơi để mà thi hành tự do phát biểu mà nơi đây là nơi thi hành về luật pháp thì mọi sự cần phải nghiêm chỉnh để nghiên cứu Chứ không phải là cái chợ ồn ào Thì còn đâu là sự trang nghiêm của tòa án Đó là bốn điều chính yếu của tòa án của nước Mỹ Nên những ai vi phạm về việc này Thì có thể bị phạt Nhẹ thì tịch thu luôn cả mấy điện thoại Nặng thì có thể truy tố về tội Obstruction of Justice tức là ngăn cản công lý có thể bị phạt tù từ 2 năm cho đến 10 năm tù ở Texas và phạt lên tới 10.000 Mỹ Kim. Đó là bên Mỹ đó. Nhẹ thì chỉ là tịch thu máy quay hình. Nặng thì có thể phạt từ 2 năm cho đến 10 năm tù cộng thêm 10.000 Mỹ Kim. Vậy thì 30 triệu của Việt Nam lớn thiệt. Nhưng so với mức phạt của Mỹ không có lớn bao nhiêu hết Mức phạt của Mỹ không những là phạt tiền mà còn có thể phạt tu là 2 năm tù tối đa. Những người mà hay lên tiếng như thế này, hay lấy nước Mỹ làm mô hình, cho rằng nước Mỹ là tự do nhất là gì đó thì đây chính là nước Mỹ đó. Tôi là một luật sư hành nghề, Tôi phải tuân thủ tất cả các quy tắc đó Tôi trả lời rất rõ Đó là về việc quay phim hoặc làm live stream Nhất là live stream là rất là nặng Ở bên Mỹ phạt rất nặng Có thể từ 2 năm cho đến 10 năm tù Ở tòa án Harris County thuộc tiểu bang Texas của tôi Và có thể cộng thêm 10.000 đô la tiền phạt trong tòa án ở nước Mỹ không hề có cái cảnh livestream bát nháo lên như một số người và đặc biệt là những người dân chủ cụi trong và ngoài nước đang rêu rao là tại sao nếu không làm gì sai mà phải sợ người ta livestream vi phạm nhân quyền đúng là những người chưa có ra ngoài đời chưa biết gì hết mà cứ thích làm thầy đời dạy dỗ những người khác dạy dỗ những người như là Chánh án Trương Hòa Bình, một ủy viên Bộ Chính trị, một người lão luyện và biết rất rõ về pháp luật, cũng như biết tất cả các thủ tục ở khắp coi như đa số khắp nơi trên thế giới, không phải biết hết mọi chuyện, nhưng mà những điều căn bản như thế này thì tôi tin rằng chánh án của Việt Nam ông Trương Hòa Bình biết rất rõ. Nước nào cũng thế. Việt Nam còn đi sâu, còn sâu rất đi sâu sâu đằng xa cơ, xa tích thọ lò cơ. Những người mà lên tiếng thì đòi là phải cho phép giống như Mỹ. Đó, Mỹ đó muốn làm thì làm đi. Livestream không được phép của tòa án và có được phép đi nữa thì cũng chỉ đứng cái dưới là là cùng thôi, ôn ào và phá đám thì bị cái gì? Hai năm cho đến 10 năm tù. Và cộng thêm 10.000 đô la tiền phạt Xem thử ở bên nào nó như thế nào Còn những người dân thường mà cứ đi lấy quấy mà lấy ra Thì tịch thu luôn cả điện thoại Luật sư đây mà còn bị tịch thu đó cho hướng chi Là người dân thường luật sư tại tòa Đang cãi mà cầm điện thoại ra nghe trả lời Nhắc nhở một lần không chịu Lần thứ hai là cho mất điện thoại đó là câu trả lời cho những ai hỏi tôi về việc livestream ở tại tòa ở bên mỹ có như thế nào thì tôi trả lời rất rõ như thế so sánh giữa việt nam và mỹ việt nam nhẹ vô cùng chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau